Merkin Group được thành lập từ năm 1989, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, nhập cư, tuyển dụng tại thị trường Bồ Đào Nha, Canada và Hoa Kỳ. Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Merkin Group đã không ngừng vươn cao và mở rộng thị trường, cùng các văn phòng khu vực trên khắp Canada, châu Á, Trung Đông, châu Âu, châu Phi và Hoa Kỳ. Merkin Group cũng đã hỗ trợ cho hơn 50.000 công dân trên thế giới an cư tại các quốc gia Bồ Đào Nha, Canada và Hoa Kỳ. Với công cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên khắp thế giới, doanh nghiệp và doanh nhân Việt cũng đang thay đổi để bắt kịp theo xu hướng đó. Nhận thấy tầm quan trọng của việc kết nối giao thương với các đối tác nước ngoài và cơ hội phát triển kinh doanh tại thị trường quốc tế, nhất là tại Bồ Đào Nha, Canada và Hoa Kỳ, Merkin đã tư vấn, mang lại cho doanh nhân doanh nghiệp Việt các giải pháp đầu tư hiệu quả tại các thị trường này. Và với vai trò là tập đoàn uy tín chuyên về đầu tư bất động sản và nhập cư, Merkin Group nói chung và Merkin tại khu vực Đông Dương dưới sự điều hành của doanh nhân trẻ Hoàng Oanh, Merkin đang bắt đầu có nhiều hoạt động kết nối thiết thực trong quan hệ kết nối giao thương giữa doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam với đại sứ quán và doanh nghiệp Bồ Đào Nha. Vâng, thưa quý vị khán giả, vừa rồi thì chúng ta đã cùng theo dõi những hình ảnh trong đoạn phóng sự mà nhóm phóng viên của truyền hình Phát một Việt Nam chúng tôi gửi đến quý vị để chúng ta hiểu rõ hơn một cách tổng quát nhất về Merkin Group. Và ngay bây giờ thì để giúp cho quý vị khán giả chúng ta hiểu rõ hơn một cách chi tiết thì chúng tôi có mời đến trường quay ngày hôm nay để giúp quý vị chúng ta cùng trò chuyện với chị Hoàng Oanh, hay còn gọi với một cái tên khác đó là Jasmine, hiện đang là giám đốc của Merkin Group khu vực Đông Dương. Xin được chào chị. Xin chào anh Tân và xin chào quý khán giả của truyền hình Pháp luật Việt Nam. Truyền hình Pháp luật Việt Nam rất là vui khi được nhận chị nhận lời mời của chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ câu hỏi đầu tiên mà những vị khán giả của truyền hình Pháp luật Việt Nam của chúng tôi đang muốn chị chia sẻ đó là chị có thể giới thiệu về cái tầm nhìn cũng như là sứ mệnh của cái Merkin Group. Đối với lại Merkin Group thì công ty tập đoàn cũng thành lập từ năm 1989 đến nay. Và chúng tôi cũng đã có 30 năm kinh nghiệm trong ngành đầu tư bất động sản tại tất cả các thị trường quốc tế như Mỹ, Canada và châu Âu. Và cái điều mà Merkin cảm thấy là anh em làm trong ngành dự án bất động sản rất là tự hào, đó chính là trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi đã xây dựng được bất động sản bao gồm nhà hàng, khách sạn, chung cư, căn hộ, viện dưỡng lão ở tại những quốc gia trên. Và một cái điều tuyệt vời hơn nữa đó là chúng tôi đã kêu gọi cái nguồn tài chính từ tất cả các quốc gia trên thế giới bao gồm cả Việt Nam. Và song song trong cái quá trình làm việc đó thì chúng tôi cũng cam kết về cái mặt là hỗ trợ về mặt an cư, về mặt và mặt việc làm cho tới hiện nay là hơn 50.000 người trên toàn thế giới đến với những cái quốc gia Mỹ, Canada và Bồ Đào Nha ở châu Âu. Và đối với tầm nhìn và sứ mệnh của Merkin thì thật ra một cái điều đơn giản thôi là Merkin mong muốn trở thành một mái nhà chung của cộng đồng quốc tế và sẽ là một cái kênh truyền thông thật là thực tiễn và hiệu quả cho cộng đồng quốc tế về mặt đầu tư, an cư, lao động, việc làm. Và khi mà bất kỳ một cái nhân viên Merkin nào làm việc tại công ty thì chúng tôi đều nhìn nhận ra được cái điều mà mình mong muốn, đó chính là mình muốn tạo ra một cái luồng sóng đầu tư thực tiễn và song phương giữa quốc gia Việt Nam và những cái quốc gia bạn. Và thông qua đó thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ hình thành nên một cái cộng đồng văn hóa của doanh nhân, của người lao động, của những người Việt Nam đến với những quốc gia đó. Và đây là sẽ là một cái cộng đồng văn hóa dân trí cao. Chị Hoàng Anh có đề cập đến cái vấn đề là luồng sóng đầu tư. Dạ, vâng. Cụ thể hơn cho những vị khán giả hiểu rõ hơn cái vấn đề này. Có nghĩa là đối với lại Merkin thì cái điều quan trọng nhất để mà mở cửa giao thương giữa các quốc gia là về vấn đề đầu tư song phương giữa hai nước, giữa Việt Nam và giữa những quốc gia mà Merkin tham gia đầu tư vào trong đó. Và trong cái quá trình mà thành lập và phát triển cho tới hiện nay thì điều tự hào đó chính là chúng ta là người Việt Nam và chúng ta thông qua những cái việc mà đầu tư vào những quốc gia như Mỹ, Canada, châu Âu, chúng ta cũng tạo ra được một cái tiếng vang trên thế giới. Và một câu hỏi thứ hai nữa mà chắc chắn là những vị khán giả của truyền hình Pháp luật Việt Nam cũng rất là muốn hiểu rõ hơn. Theo truyền hình Pháp luật Việt Nam cũng được biết thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Merkin Việt Nam tuy mới thành lập được 2 năm thôi, thế nhưng trên thực tế thì đã có rất là nhiều thành tựu đáng chú ý. Vậy thì với một vai trò là giám đốc của cái khu vực Đông Dương, vậy thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn nữa về những cái nỗ lực cũng như là đóng góp của Merkin Việt Nam đến với trong cái hoạt động kết nối đầu tư, đặc biệt là ở Bồ Đào Nha, ở khu vực châu Âu.
Thật ra thì Merkin đến Việt Nam là năm 2009, và tại thời điểm đó thì chúng tôi làm việc với lại rất là nhiều các đơn vị bạn, đối tác như là USIS, NVS, VSOP, Unistar. Và cho tới cái thời điểm mà 5 năm, từ năm 2009 cho tới năm 2012-13 thì chúng tôi thấy được là nó có một cái làn sóng đầu tư từ Việt Nam ra các quốc gia trên thế giới. Và sau đó thì chúng tôi cảm thấy rằng là đã đến một cái thời điểm mà mới cần nên thành lập một cái văn phòng hỗ trợ cho các đối tác bạn tại hơn cái luồng sóng đầu tư đó, là bởi vì trước đây thì các cái hoạt động nó sẽ diễn ra cá thể hơn một chút xíu. Và kể từ khi mà Merkin thành lập văn phòng hỗ trợ cho các cái cơ quan bạn, đối tác và đại lý ở Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà hình thành cộng đồng đó nó càng ngày rõ nét. Bằng chứng đó là năm 2018 có những cái sự kiện về ngoại giao cũng như sự kiện về thương mại đầu tư khá là lớn và có quy mô ở tại Việt Nam. Như là đầu năm 2018 thì khán giả của truyền hình Pháp Luật Việt Nam cũng đã được nhìn thấy cái việc rằng là tham tán thương mại Bồ Đào Nha đến đất nước Việt Nam, và cũng có cái bài phỏng vấn về cái việc quảng bá hình ảnh đất nước Bồ Đào Nha đến với lại con người Việt Nam và những cơ hội đầu tư song phương giữa hai quốc gia. Và sau đó thì chúng tôi cũng có tiếp rất là nhiều đoàn người Việt Nam đến đất nước này để mà tìm hiểu về cơ hội hợp tác. Anh có thể hình dung rằng là chúng ta cứ 3 tháng là chúng ta tiếp một cái đoàn 18-20 người, 3 tháng chúng ta tiếp một đoàn 18-20 người, thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc của những người làm dự án. Và cho tới tháng 10 năm 2018 thì chúng tôi lại có một cái vinh hạnh nữa là chúng tôi lại là đại diện cho bên phía cơ quan đại sứ quán Bồ Đào Nha, và người đại sứ Francisco Vasvatos là ngài đại sứ của Bồ Đào Nha tại đất nước Việt Nam, Lào, Cam, Thái, Myanmar, thì ông cũng đã về Việt Nam và ông đã quảng bá cái sự kiện là ngành rượu vang Bồ Đào Nha đến với lại thị trường Việt Nam này. Và chúng tôi mong rằng là năm 2019 là sẽ có nhiều cái cuộc xúc tiến thương mại và nó rõ nét hơn nữa giữa các cái doanh nghiệp Bồ Đào Nha và doanh nghiệp Việt Nam. Những cái hoạt động của mình thì rất là nhiều. Tuy nhiên là ở Việt Nam mình nhá, thì khi mới thành lập cho tới bây giờ thì theo như mà chúng tôi cũng đã tìm hiểu và biết thì mình đi vào cái chi tiết cụ thể rất là nhiều. Đúng rồi. Vậy thì có thể nói rõ hơn về cái điều này cho những vị khán giả không chị Hoàng Anh? Ví dụ như là như anh thấy thì và mọi người thấy thì cái hoạt động mà quan hệ tiếp xúc qua lại về giao thương á, thì nó sẽ phải được diễn ra liên tục, thì nó sẽ hình thành được một cái làn sóng và một cái cộng đồng. Và cái điều này thì bên phía Merkin Group gần như là quán triệt rõ ràng, và hàng ngày, hàng đêm là lúc nào cũng contact với lại, tiếp xúc với lại khách hàng để tạo ra được một cái luồng sóng đầu tư nó rõ ràng và cụ thể. Ví dụ như là khi các anh chị qua bên đất nước Bồ Đào Nha, các anh chị sẽ thấy cái điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện hoạt động đầu tư như thế nào, chính phủ tạo ra điều để các anh chị có thể quyết định là mình đầu tư theo cái mảng hình thức xuất khẩu, nhập khẩu hoặc là thị trường lao động nó có dồi dào hay không, vân vân. Thì sau đó điều mà Merkin Group nhận được là khi các anh chị trở về thì các anh chị đều nói rằng là cái điều kiện ở Bồ Đào Nha rất là tốt để mà đầu tư. Và thông qua đó thì các cái doanh nghiệp Bồ Đào Nha cũng bắt đầu biết đến thị trường Việt Nam nhiều hơn. Và thật ra thì có rất là nhiều cái công điện đàm trong năm 2018 mong muốn các cái doanh nghiệp Bồ Đào Nha có một cái mong muốn thể hiện là sẽ đến đất nước Việt Nam năm 2019 nhiều hơn nữa để mà mở rộng nhiều cái cơ hội giao thương hơn. Đấy là cái chiều là từ các cái doanh nghiệp của Bồ Đào Nha. Thế nhưng với những cái phản ứng của những doanh nghiệp Việt Nam của mình với cái thị trường như vậy thì có những cái phản ứng tích cực như thế nào, chị có thể chia sẻ rõ hơn? Thực ra một cái điều là doanh nghiệp của Việt Nam thì phản ứng rất là tích cực và cảm thấy là bất ngờ. Là bởi vì chúng ta đều nghe thấy thị trường truyền thống như là Mỹ, Canada, Úc, Đức, nó quen rồi. Pháp, tại sao lại có cái thị trường Bồ Đào Nha? Thì đấy là một cái điểm mà dấu hỏi, nhưng mà dấu hỏi này mang cái ý nghĩa nó rất là tích cực. Được biết thì Merkin của mình cũng là một trong những, có thể nói nó giống như là một cái cầu nối rất là lớn, có giá trị rất là lớn trong việc kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Bồ Đào Nha thông qua Đại sứ quán Bồ Đào Nha. Vậy thì với vai trò là giám đốc ở khu vực Đông Dương thì chị cho biết là cái lý do nào mình lại nhờ cái đại sứ quán của Bồ Đào Nha trong cái việc giao thương kết nối này?
Thật ra thì tại thời điểm mà 2 năm trước đây cũng là 2 năm mà Merchant Group xác định mục tiêu của cái việc văn phòng hỗ trợ ở tại Việt Nam là như thế nào. Và chúng tôi cũng đã tiếp xúc với kênh liên lạc là Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Bangkok để tìm hiểu rằng là có khả năng nào mà những cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu và biết đến những cái cơ hội giao thương đối với lại cả hai nước hay không. Ngoại trừ cái hoạt động là chúng tôi kêu gọi đầu tư từ Việt Nam sang Bồ Đào Nha theo cái hình thức là đầu tư nhà hàng, khách sạn, chung cư, căn hộ cao cấp, thì chúng tôi cũng mong muốn mở ra nhiều cái cơ hội giữa cả hai bên. Thì chúng tôi được một cái sự hỗ trợ rất là lớn của Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Bangkok. Và tại Đại sứ quán thì có một cái cơ quan gọi là cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư ICEP. Và cơ quan này thì được cái sự hỗ trợ rất là lớn tại Cục xúc tiến thương mại đầu tư ở Lisbon. Chính vì vậy thì chúng tôi nhận ra một cái cánh cửa rất là lớn mở ra để cho các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu những cái kênh thông tin trực tiếp đến với lại Bồ Đào Nha thông qua kênh Đại sứ quán và Merchant Group. Và điều mà chúng tôi nghĩ rằng là tại sao mà Đại sứ quán hỗ trợ thì chắc có lẽ là từ cái sự chân thành, từ cái sự quyết tâm. Về mặt tri thức, về mặt cộng đồng, về rất là nhiều cái yếu tố để mà cho hai bên tiếp cận gần nhau hơn. Và cái việc đó thì chúng tôi đã làm liên tục trong vòng 2 năm để vượt qua được cái khó khăn đó. Và đến ngày hôm nay thì rất là vui là bởi vì cộng đồng Việt Nam đã hấp thụ được cái văn hóa, cái hình ảnh của đất nước Bồ Đào Nha. Và chúng tôi mong rằng là trong vòng 5 năm tới thì sẽ có rất là nhiều những cái tiếp xúc giao thương giữa hai bên. Hấp thụ là một chuyện, thế nhưng mà để mà mình cái hấp thụ đó đi vào thực tế nó lại một vấn đề rất đúng là lớn nữa, đúng không? Đó là một thử thách, và đó cũng là cái mong muốn rằng bên phía Merchant Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các cái nhà đầu tư Việt Nam được tiếp cận gần hơn và đi đến cái tính thực tiễn hơn. Với vai trò của mình rất là lớn như vậy so với cái mối quan hệ cũng như là kết nối đầu tư, trong cái quá trình diễn ra gặp rất nhiều khó khăn, cũng có thuận lợi cũng có, tiếp xúc cả hai bên Bồ Đào Nha cũng như là các doanh nghiệp Việt Nam. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho những vị khán giả, đặc biệt là các cái doanh nghiệp hiểu rõ hơn cũng như là muốn tiếp cận với cái thị trường của Bồ Đào Nha thì cần những cái yếu tố như thế nào, yếu tố cần đủ hay là yếu tố khách quan chủ quan để giúp cho các doanh nghiệp này tiếp cận một cách trọn vẹn hơn? Điều đó thì thật ra điều đầu tiên á là các anh chị chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là cái kênh nào là cái kênh truyền thông chính thống và là kênh truyền thông hiệu quả. Nó có rất là nhiều kênh truyền thông. Tuy nhiên cho tới hiện nay thì kênh truyền thông của Cục Xúc Tiến Thương mại Đầu Tư Bồ Đào Nha là kênh truyền thông chính thống nhất. Và các anh chị nào là doanh nghiệp và cần xuất hàng, nhập hàng hoặc là tìm bạn hàng, đối tác hoặc là vâng, thì đầu tiên chúng ta phải định hình rõ là điều chúng ta mong muốn là gì. Và sau khi chúng ta đi khảo sát ở tại Bồ Đào Nha xong, chúng ta quay về chúng ta cần thiết lập ra một cái kế hoạch đầu tư như thế nào. Và sau khi chúng ta có cái kế hoạch thiết lập đầu tư, ví dụ như mở nhà xưởng, ví dụ như mở ra một cái ngành hàng mới xuất khẩu hoặc là nhập khẩu, thì chúng ta gửi những cái thông tin đó đến với lại Cục Xúc Tiến Thương mại Đầu tư ở tại Bangkok. Và thông thường thì như Hoàng Anh thấy là chỉ trong vòng khoảng tầm khoảng 7 ngày cho tới 10 ngày làm việc. Nhanh vậy hả? Thì ở bên phía đại sứ quán họ sẽ phản hồi lại cho chúng ta là những cái cơ hội giao thương như thế nào. Và hiện cho tới thời điểm hiện tại thì họ cũng là cái đơn vị, cái cơ quan của chính phủ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều, là họ liên hệ với lại những cái đối tác ở bên phía Bồ Đào Nha để giới thiệu cái hồ sơ năng lực của những doanh nghiệp Việt Nam đến với lại những cái đối tác ở bên phía bạn. Và đối tác bạn nào
có mong muốn được tiếp xúc để xem xét cái cơ hội đầu tư của hai bên, sẽ phản hồi lại bên phía đại sứ quán và đại sứ quán sẽ phản hồi lại nhà đầu tư, và đại sứ quán sẽ lập tức là liên hệ với lại bên phía nhà đầu tư để lên một cái kế hoạch cụ thể. Vậy là mình là cái đầu mối rất là quan trọng đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam chúng ta muốn đi sang cái thị trường châu Âu, trong đó đặc biệt chủ chốt của mình đó là Bồ Đào Nha. Vậy thì khi mà trong cái quá trình mà diễn ra như vậy đó thì mình đang nói chung chung thôi, thế nhưng mà Tân cũng như là những vị khán giả, đặc biệt là các doanh nhân doanh nghiệp đây cũng muốn hiểu được rõ hơn, là chị có thể ví dụ một hoặc vài cái đơn cử mà bên mình là với vai trò đầu mối có thể chia sẻ hay giúp đỡ các doanh nghiệp đó như thế nào? Thì đầu tiên á, vẫn là cái việc mà chúng tôi biết đến doanh nghiệp Việt Nam hoặc là doanh nghiệp các cái doanh nghiệp tại những cái thị trường bạn, bởi vì Hoàng Oanh là đại diện quản lý vùng Đông Dương, thì Hoàng Oanh quản lý là 5 nước, nên là đó là lý do vì sao ngoại trừ thị trường Việt Nam thì còn có những cái thị trường bạn khác là cũng rất là quan tâm tới tới thị trường Bồ Đào Nha. Và bởi vì tại thị trường Bồ Đào Nha thì nó có cái thứ nhất là cái nguồn nhân công là dồi dào, và cái mức về lương của nhân công tại Bồ Đào Nha nó vẫn còn rất cạnh tranh so với lại các quốc gia bạn. Công cán, nhà xưởng và cái chi phí mà thành lập doanh nghiệp ở Bồ Đào Nha nó cũng thấp. Đó là lý do vì sao mà các cái doanh nghiệp ở Việt Nam họ đang rất là mong muốn là sẽ được khảo sát nhiều hơn. Và một trong những cái ví dụ cụ thể đi, ví dụ như là có những cái doanh nghiệp họ sản xuất về cái ngành gạo, họ muốn xuất khẩu gạo đến cái thị trường Bồ Đào Nha. Trước đây chúng ta không biết là Bồ Đào Nha là tiêu thụ gạo rất là đúng nhiều rồi. Và sau một vài cái chuyến khảo sát thì chúng ta phát hiện rằng là đất nước này cũng là một đất nước là mạnh về vấn đề nông nghiệp, và thông thường thì trong mỗi cái buổi ăn gia đình á, thì gạo lại là cái thực phẩm chính, nên đó là lý do vì sao là các doanh nghiệp của Việt Nam cộng đồng của người Bồ Đào Nha. Và một số những cái sản phẩm của Việt Nam mà người Bồ Đào Nha cũng rất là thích, ví dụ như những sản phẩm như mây tre lá, những cái sản phẩm mà thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, thì bởi vì đất nước Bồ Đào Nha là một đất nước rất là nghệ thuật, nên cái tính nghệ thuật của đất nước này rất là cao, và đất nước Bồ Đào Nha cái ngành công nghiệp chủ đạo á, thì vẫn là ngành công nghiệp du lịch, nên những cái sản phẩm nào mà nó liên đến du lịch thì được rất là nhiều cái tín hiệu rất là tốt của bên phía đầu bên kia. Như vậy là ngày hôm nay chị Hoàng Anh đã chia sẻ thì thực sự là chắc chắn là nhiều vị khán giả cũng mới biết là ở bên Bồ Đào Nha sử dụng gạo là cũng là một trong những thực phẩm rất là quan trọng và thường xuyên trong mỗi bữa ăn của gia đình, và đặc biệt là các cái đồ thủ công mỹ nghệ nữa. Vậy thì chắc chắn rằng là một trong những cái đầu mối quan trọng như vậy thì cái việc quảng bá những cái nhu cầu của hai bên hay là những cái gì cái mình đang có, đúng không, thì sẽ là giao thương, hợp tác đầu tư sẽ rất là thuận lợi. Và cái đầu mối ở chính giữa đó là chị Hoàng Anh có một vai trò rất là lớn, đúng không? Vậy thì trong cái quá trình thời gian qua thì American Việt Nam đã có tạo được rất là nhiều cái hoạt động rất là thiết thực đối với Đại sứ quán Bồ Đào Nha. Vậy thì chị có thể cho biết là rõ hơn về cái lý do nào mà American Việt Nam lại tạo được cái mối quan hệ rất là tốt đẹp như vậy? Thì như Hoàng Anh cũng có nói thì American Group đến thị trường Bồ Đào Nha để xem xét về cái mặt đầu tư như thế nào, nó có thuận tiện hay không cho doanh nghiệp Việt Nam hoặc là doanh nghiệp của các cái quốc gia bạn khác. Và trong cái quá trình hoạt động liên tục giữa 2-3 năm gần đây đối với lại thị trường Bồ Đào Nha, thì thật ra là những việc mà American Group làm là những việc về mặt thực tiễn, tức là chúng tôi lên một cái kế hoạch rõ ràng và chúng tôi hành động dựa trên cái kế hoạch đó. Và trong một cái khoảng thời gian chỉ trong vòng 2 năm thôi, đơn cử rằng là American Group đã xây dựng được thực hiện cái việc mà kêu gọi đầu tư và xây dựng khách sạn và chung cư cao cấp ở Bồ Đào Nha là 5-6 tài sản rồi. Và trong năm sau thì chúng tôi sẽ triển khai thêm khoảng 4-5 tài sản nữa, và có thể rằng là chúng tôi sẽ thực hiện một cái dự án mới của chúng tôi, đó là xây dựng cái khu chung cư sinh viên ở Bồ Đào Nha. Và khi mà chúng tôi quay trở về và chúng tôi bàn bạc và lên cái kế hoạch với lại cái nhà đầu tư Việt Nam thì họ rất là hào hứng. Và sau cái việc mà chúng tôi cùng đầu tư với lại nhà đầu tư Việt Nam qua đất nước Bồ Đào Nha thì bắt đầu họ cũng có những cái mong muốn là phát triển thêm nữa, ví dụ như là cái việc mà giao thương kinh doanh giữa hai bên rất là thuận lợi, nên là rất là nhiều cộng đồng người Việt Nam đang lại muốn đầu tư qua bên đất nước Bồ Đào Nha. Mà chốt lại cái điều mà
mà chúng tôi cảm thấy rằng là tại sao cái mối quan hệ nó nhanh chóng và nó phát triển đến như vậy đó. Thực sự đó là cái sự chân thành, cái sự trung thực trong cái lời nói cũng như là trong cái hoạt động của bên phía Merkin đối với lại tất cả các nhà đầu tư. Đúng rồi, trong mối cái quan hệ đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh thì sự chân thành nó cũng quyết định rất là... Và là uy tín là rất là quan trọng. Và đó cũng có thể đó là lý do mà bên phía Đại sứ quán họ rất là tin tưởng và họ luôn là liên lạc và truyền thông qua lại với lại bên phía Merkin Group để thể hiện những cái mong muốn tiếp tục hợp tác phát triển nữa trong khoảng thời gian tới. Trong cái lĩnh vực của mình ấy, là về của bên Merkin thì chỉ là một trong những cái lĩnh vực của cái đại sứ quán của Bồ Đào Nha Việt Nam thôi, thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều cái khuôn khổ hay có nhiều cái quy định. Vậy thì không biết là bên mình thì có gặp cái khó khăn gì không, cái ràng buộc về mặt pháp lý hay là về nhiều cái vấn đề khác nữa? Cho tới hiện tại thì gần như là chúng tôi không có bị vấn đề khó khăn về mặt pháp lý. Rất là đơn giản, cơ chế về việc đầu tư cũng thông thoáng, cũng như là cơ chế hợp tác nó cũng dễ dàng giữa hai bên. Nên cho tới thời điểm này, hiện tại thì nó vẫn còn rất là cởi mở giữa cái việc mà quan hệ hợp tác giữa hai bên. Rất là tốt. Dạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi tin chắc rằng Truyền hình Pháp luật Việt Nam đã tạo nên một cầu nối để giúp cho quý vị khán giả, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu muốn đầu tư, hợp tác đầu tư cho ở châu Âu, đặc biệt là Bồ Đào Nha, đã có thêm cho mình nhiều cái sự lựa chọn mới hơn nữa. Và ngay bây giờ thì cũng trước thềm đón chào năm mới năm 2019 thì không biết là chị Hoàng Anh có điều gì muốn chia sẻ, đặc biệt là chúc mừng tới những vị khán giả của Truyền hình Pháp luật Việt Nam và các doanh nhân doanh nghiệp. Trước cái thềm năm mới năm 2019 thì Hoàng Anh đại diện cho Merkin Group cũng xin được chúc Tết khán giả của Truyền hình Pháp luật Việt Nam một năm mới bình an, sức khỏe và mọi cái công việc được hanh thông thuận lợi. Và tất nhiên là trong cái quá trình giao thương quốc tế thì chúng ta tạo ra được nhiều cái tiếng vang về những sản phẩm của Việt Nam đến với lại cộng đồng quốc tế. Và chắc chắn rồi, chúng tôi những người thực hiện chương trình của Truyền hình Pháp luật Việt Nam và đặc biệt là những vị khán giả cũng như là các doanh nhân doanh nghiệp hy vọng rằng chị sẽ tiếp tục đẩy mạnh những cái thương hiệu của mình cũng như là cái vai trò là đầu tàu, là cái cầu nối để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta tiếp cận với thị trường châu Âu và đặc biệt là Bồ Đào Nha. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị Hoàng Anh. Vâng, xin cảm ơn anh. Well, it's my pleasure to be here today and during this holiday festive season, I want to wish everyone in Vietnam a very prosperous and happy new year. Chúc mừng năm mới to everyone.